Đến nay, huyện Co Mơ Long xây dựng và duy trì hoạt động 45 mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị. Các mô hình có sự tham gia tích cực của mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên ở cơ sở và nhất là già làng, người có uy tín tại những thôn làng người dân tộc thiểu số. Những mô hình dân vận khéo hướng tới việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, sân vườn, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ việc triển khai phong trào thi đua dân vận khéo gắn với cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Co Mơ Long giảm đáng kể qua các năm, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng.